Thưa các bạn, dù chúng ta đang ở thế kỷ 21 và vấn đề bình đẳng giới đã rất tiến bộ, nhưng trong thực tế, tại Việt Nam vẫn còn rất nhiều hiện tượng bạo lực gia đình gây bức xúc dư luận. Hôm nay, chúng tôi kể cho các bạn nghe về một câu chuyện thực tế dựa trên sự kiện có thật đang diễn ra ngay giữa thời hiện đại. Dĩ nhiên, mọi chi tiết về các nhân vật, không gian và thời gian đã được thay đổi để phù hợp với việc bảo vệ quyền riêng tư của những người có liên quan. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Đêm nào, Duyên cũng phải trằn trọc rất lâu mới chợp mắt được. Nếu nói cần có một tâm hồn bình an, người ta mới có thể ăn ngon ngủ yên, thì chắc chị sẽ không bao giờ có được cái diễm phúc đó. Sau một ngày đầu tắt mặt tối với việc nhà và con cái, thì chồng chị cũng không để vợ được yên thân. Anh ta cho rằng chuyện nhà chỉ là thứ nhỏ nhặt, làm sao quan trọng và vất vả bằng việc anh ta phải ra ngoài bươn chải kiếm cơm nuôi cả nhà. Còn đàn bà thì phải xem việc phục vụ chồng là một bổn phận. Những lúc nghe Lộc hùng hổ lập luận như thế, Duyên chỉ thấy chán nản và mỉa mai vô cùng. Đã quá nửa đêm, Duyên vừa thiếp đi chưa được bao lâu thì giật thót mình tỉnh giấc, vì có bàn tay lạnh ngắt sọc thẳng vào bên trong áo ngủ một cách thô bạo. Rồi tiếp theo đó là hơi rượu nồng nặc, khó ngửi nhưng rất quen thuộc của Lộc phả vào mặt, khiến chị phải lập tức nín thở. Duyên nhấp nhổm ngồi dậy vì biết chồng đang định làm gì. Như một thói quen, anh ta xông thẳng vào giường để giải quyết cơn đòi hỏi bản năng ngay khi về tới. Bình thường, Lộc đã không dịu dàng với vợ, thì trong cơn say, anh ta còn hung hãn gấp bội phần. Mỗi tuần, Lộc tụ tập bạn bè nhậu nhẹt gần đủ hết 7 ngày sau giờ tan sở. Còn khi ở nhà thì dường như anh ta chỉ làm một trong hai việc, đó là đòi hỏi tình dục hoặc kiếm chuyện để hành vợ. Từ lúc lấy chồng, chỉ được vài tháng đầu còn có chút yên ấm, nhưng không lâu sau đó, cuộc sống của Duyên đảo lộn hoàn toàn khi Lộc bắt đầu bộc lộ bản chất ti tiện, vũ phu mà trước kia hắn cố kỳ công che giấu. Khi nghĩ về thời con gái được cha mẹ cưng chiều, không cho làm gì động móng tay, chị chỉ biết khóc thầm, tự than thân trách phận mình đã vô phước chọn lầm người. Đôi lúc Duyên không hiểu kiếp trước mình đã làm gì nên tội, mà kiếp này lấy phải người chồng vô tâm, vũ phu đến thế. Lộc ít khi ngó ngàng tới mấy đứa nhỏ, vì theo anh ta, việc nội trợ, con cái là bổn phận của đàn bà. Đàn ông chỉ phải lo việc sinh kế ngoài xã hội mà thôi. Nhưng cái kiểu gọi là lo của Lộc lúc đầu cũng làm Duyên khó hiểu. Lương tháng lãnh 10 triệu thì Lộc phát tiền chợ cho vợ 3 triệu, thậm chí có lúc còn ít hơn. Nhiều tháng Duyên rất khốn đốn khi phải gói ghém cân đối chi tiêu cho cả nhà với số tiền ít ỏi gần như bố thí đó. Thân đàn bà ở nhà một nách hai con, chị không đủ tiền để trang trải hết cho mọi thứ cần thiết. Biết có xin thêm, chồng cũng không đưa, còn có khi sinh sự lớn chuyện. Nên sau khi cân nhắc kỹ, chị bán hết số tư trang ít ỏi mà cha mẹ chị cho con gái lúc đám cưới, để làm vốn mở một quầy hàng tạp hóa nhỏ nhỏ trước nhà. Nuôi thêm bầy heo, đàn gà để có thêm thu nhập. Thế mà ngay cả việc đó, Duyên cũng bị Lộc hành hạ về tội tự ý quyết định mà không xin phép. Duyên phân bua với chồng số tiền anh ta đưa không đủ tiêu, thì chị đã phải lãnh nguyên cái tát tai nảy lửa và câu chửi rủa đầy xúc phạm. Mày giấu đút ăn hết rồi hả con đĩ?
Câu nói tục tằn thô bỉ của Lộc khiến chị lúc đó chỉ muốn ẵm con đi ra khỏi nhà. Nhưng rồi bản tính nhẫn nhục an phận lại khiến chị tiếp tục cái thân tôi đòi không có ngày kết thúc. Và cũng chưa khi nào Duyên có ý nghĩ phản kháng lại cách đối xử đầy nhẫn tâm, vô lý của Lộc. Quần áo mặc trên người được mua sắm từ khi lấy chồng đến nay đã cũ kỹ, sờn rách, nhưng chưa bao giờ được thay thế. Nhưng Lộc thì đâu có nhìn thấy vợ đã trở nên bệ rạc lam lũ đến thế nào. Bây giờ chị dường như quên mất bản thân mình cũng có những nhu cầu như cần được nghỉ ngơi và bù đắp. Nhưng chuyện đó là một thứ xa xỉ mà đã lâu chị không còn nghĩ tới. Duyên hết sức cựa quậy, cố dùng hai cánh tay đẩy chồng ra, vừa nhoài người nhõm dậy. Chị cố gắng tỏ ra dịu dàng, nói khẽ: "Con đang ngủ ở đây mà, mình ra ngoài đi." Lộc lầu bầu: "Mất công quá, kệ nó, con nít thì biết gì." Vừa nói, anh ta vừa dúi mặt vào ngực Duyên. Nhưng chị vùng ra: "Anh làm con thức bây giờ." Lộc đã say mềm, cơn động dục đang dâng lên cao trào. Anh ta quát lên: "Câm mồm, nằm yên đi, nói nhiều quá." Nhưng Duyên cương quyết, dùng sức đẩy Lộc sang một bên. Rồi chị nhõm dậy, bước nhanh ra nhà ngoài. Sát quầy bán hàng có chiếc đi văn nhỏ để nghỉ trưa và trông chừng quán. Chị ngồi bệt xuống đó, mệt mỏi nhìn chồng đang vừa đi theo ra, nhưng miệng không ngớt lầu bầu chửi rủa: "Mẹ nó, vợ con gì chán thấy mẹ." Tuy nói vậy nhưng anh ta vẫn đẩy Duyên ngã ngửa rồi lao tới đè nghiến thân thể vợ xuống mặt chiếu. Sau khi lột phăng áo ngủ của chị, Lộc mạnh bạo nằm lên người Duyên, rồi dùng một tay cởi nhanh chiếc quần lót và lấy chân đạp xuống dưới. Anh ta hùng hục nhấp nhô trên người vợ càng lúc càng nhanh, mặc kệ chị có muốn hay không. Biết chẳng thể làm gì được, thôi thì nằm yên để chồng giải quyết cho rồi, nên Duyên cắn răng chịu đựng. Lộc vốn lười biếng, đi làm về không chịu tắm rửa, đã hấp tấp dở trò nên người ngợm hôi hám. Đã vậy, mùi khó ngửi từ cái mồm thối của Lộc cứ liên tục phì phò phả vào mặt, làm chị cố xoay đầu sang một bên tránh né. Duyên có cảm giác giống như mùi chuồng lợn lẫn lộn với hèm thiêu ở sau nhà. Chợt Lộc ngưng lại, anh ta cao giọng hạch sách: "Sao nằm yên như khúc củi vậy? Đàn bà gì ngu quá, dậy hoài vẫn không hiểu là sao?" Duyên im lặng không nhìn chồng. Anh ta lấy tay bóp mạnh hai má Duyên, xoay mặt về phía mình: "Sao tao hỏi mà không trả lời? Khi dễ hả?" Bị đau, chị vùng ra và khẽ gắt: "Anh làm đau em. Nhanh đi, em mệt lắm rồi." Lộc nhìn vợ cười độc ác. Hắn nắm tóc Duyên ghì xuống mặt ván. Người hắn càng lúc càng nhấp nhô một cách mạnh bạo, còn miệng thì rít lên: "Sướng thấy mẹ chứ đau gì. Cho mày đau nè." Duyên nhắm mắt lại, lòng chị dâng lên sự phẫn uất ghê gớm. Hai hàng nước mắt ứa ra chảy liên tục xuống chiếu. Còn Lộc thì vẫn lảm nhảm như một gã tâm thần: "Khóc hả? Cho mày chết nè." Chị thấy rõ chồng xem mình không hơn một thứ đồ vật vô tri vô giác, chỉ dùng để giải quyết sinh lý. Hắn đối xử với chị còn thua cả đối với một cô gái đứng đường. Thử hỏi hắn có dám làm vậy với một con điếm rẻ tiền nào đó hay không? Nhưng rồi Duyên vẫn nằm im chịu trận. Chị không hiểu rằng sự thụ động của mình chỉ khiến cho Lộc ngày càng được nước làm tới.
Lộc làm việc cho một công ty thương mại khá lớn trong thành phố. Tuy chỉ là một chân lái xe đi giao hàng, nhưng anh ta luôn tự giới thiệu mình là nhân viên kinh doanh với mọi người. Phải nói rằng, trong công việc, hắn khá cần mẫn và lanh lợi. Đối với đồng nghiệp, Lộc luôn biểu hiện thái độ lịch sự, hòa nhã. Còn trước mặt cấp trên, thì hắn tuyệt đối phục tùng, đến độ xum xoe, khúm núm. Với vị trí chuyên giao hàng, thì mức lương 10 triệu là không nhiều, nhưng cũng không phải quá thấp. Đôi khi còn được lãnh các khoản phụ cấp, tiền thưởng khác ngoài lương. Đưa tiền chợ có 3 triệu, nhưng hắn luôn nghĩ mình là một người đàn ông vĩ đại, đang giang tay bao bọc cả nhà. Khi đi làm, Lộc luôn trưng ra một bộ dạng khá đàng hoàng, tươm tất, chi tiêu rộng rãi. Nhưng lúc ở nhà, thì hắn chẳng bao giờ thấy áy náy động lòng khi chứng kiến cảnh nghèo khổ, thiếu thốn của vợ con. Trong các cuộc nhậu, ai tới đâu thì Lộc tới đó. Có lần một chú em là nhân viên kinh doanh còn độc thân nói với hắn: "Lát nữa tụi em còn đi tăng hai, anh Lộc có gia đình nên thôi, không rủ đâu." "Ủa, tụi bay nói kỳ nha, vậy là phân biệt đối xử. Lát tao cũng đi." "Nhưng rủ chị nhà đợi cửa rồi cằn nhằn anh thì sao?" Lộc vênh váo nói lớn: "Tụi mày đừng có lo. Con vợ tao mà dám hoa he hả? Láo léo là ăn tát phù mỏ." Rồi hắn tít mắt cười khoái trá, với vẻ hãnh diện lắm. Nhưng anh ta quá say để có thể nhìn thấy nét khinh thường hiện rõ trên mặt những người ngồi cùng bàn. Chú em lấu cá kia còn trộ thêm một câu: "Trời, anh Lộc chịu chơi thiệt ha. Phải nói thật là quá kính nể đi." Vậy mà hắn lại cứ tưởng người ta khen mình thật, mới chết chứ. Có vợ thì phải biết vậy. Mấy chú phải noi gương của anh nè. Cái đầu Lộc không mấy thông minh, học vấn ít ỏi, bằng cấp thì chẳng có. Đi làm cả đời cũng chỉ lẹt đẹt cái chân giao hàng quèn, chẳng chút oai phong. Để giữ công giữ việc thì phải cố nai lưng ra, làm lụng bất kể giờ giấc. Ăn nói phải khéo léo lấy lòng cấp trên. Lộc nghĩ mình chịu đựng sự thấp kém hèn mọn trước thiên hạ nhiều bao nhiêu, thì khi về nhà, hắn muốn mình phải chứng tỏ là một con người khác. Không gì dễ hơn việc trút giận lên đầu con vợ yếu ớt của mình. Duyên tự nhiên trở thành vật hy sinh cho hắn, tuôn ra những nỗi ức chế muộn phiền nhận lãnh ngoài đời. Hắn hậm hực mang nỗi tức tối ngoài đường về đổ hết lên tấm thân mảnh khảnh của vợ. Nói khác đi, có thể ví duyên như một loại bao cát cho Lộc tung ra những cú đòn thù theo kiểu giận cá chém thớt, rất ư là vô lý. Lộc xuất thân từ một gia đình khá giả. Cha mẹ anh ta có hẳn mấy căn nhà liền kề nhau để dành chia cho con cái. Lúc mới cưới, Duyên phải sống chung với gia đình chồng. Và thời gian trăng mật cũng trôi qua không đến nỗi tệ. Dù sao, lúc ấy chị vẫn còn là một cô gái trẻ xinh tươi hơ hớ. Lộc không có thời gian để nghĩ gì khác ngoài nỗi đam mê vùi mình vào thân thể mân mởn xuân thì của Duyên. Nhưng đôi lúc linh cảm cho chị biết có gì đó không thực sự yên ổn như vẻ ngoài nhận thấy. Sự cuồng nhiệt của Lộc hình như chỉ là sự mê đắm nhục dục mà không hề có chút màu sắc lãng mạn nào. Lúc mới quen nhau, Lộc từng trưng ra bộ mặt khác hẳn. Duyên đổ ngay vì vẻ ngoài lịch thiệp, môi miếng ngọt ngào của Lộc, mà không biết đằng sau đó là sự tráo trở khó lòng tưởng tượng ra được. Nhưng cái sự giả dối cũng chỉ kéo dài đến không quá 3 tháng sau ngày cưới.
và cái mặt nạ đó đã rơi xuống quá sớm khi so với thời gian của một tuần trăng mật bình thường. Lần đầu bị Lộc đánh, Duyên sững sờ, không muốn tin là sự thật. Chị đau khổ đến mức muốn tự tử chết quách đi cho xong. Chuyện là như thế này. Sáng sớm hôm đó, khi Lộc chuẩn bị đi làm, thì Duyên thủ thỉ nói với chồng: "Anh ơi, cho em xin 100.000 để đi chợ được không?" Lộc ngạc nhiên sẵn giọng hỏi lại một cách gay gắt: "Sao lại mượn? Tiền chợ tôi đưa đâu?" "Dạ, hôm qua em mua chiếc đồng hồ hàng hiệu làm quà sinh nhật cho anh đó. Vì lúc mua thiếu tiền nên em lấy tạm tiền chợ bù vô cho đủ. Anh cho em mượn ít thôi mà. Lát đi chợ em ghé ngang nhà má lấy tiền trả lại anh ngay hà." "Ai cho phép cô tùy tiện thế hả?" Chưa bao giờ Duyên thấy Lộc nổi giận đến nỗi gọi mình bằng cô, nên chị hết sức ngạc nhiên. "Em mượn có 100.000 chứ nhiều nhỏ gì mà anh la dữ vậy?" "Thôi khỏi, để lát em qua nhà má lấy." Nhưng nói chưa dứt câu, Lộc đã vung tay tát vào má chị đánh bốp một cái nhán lửa, đầu điếng. "Mày trả treo với tao hả con kia? Lại còn về dấu đút tiền bạc cho ba má mày nữa phải không?" Duyên chích sửng. Chị đứng lặng người một lúc, không tin là Lộc vừa đánh chửi mình. Trên má in hằn rõ vết năm ngón tay đỏ lựng. Nhưng sự việc trở nên tồi tệ hơn khi mẹ chồng xuất hiện. Bà từ sau nhà đi lên, chỉ tay vào mặt chị đầy nghiến: "Cái ngữ này thì nòi nào giống nấy thôi. Tao đã nói trước rồi mà mày đâu có nghe. Bây giờ nó lộ mặt thật rồi đấy con ạ." Duyên thấy hoảng sợ khi bị vu oan đến vậy, mà người nhiếc móc nàng lại là mẹ của Lộc, nên chị sợ hãi thật sự. "Mẹ ơi, sao mẹ nói oan cho ba má con? Không phải vậy mà." Lần này thì Lộc tát thẳng vào giữa mặt nàng một cái như trời giáng: "Cái con đĩ này, mày dám láo với mẹ tao hả?" Duyên loạng choạng, xây sẩm hết cả mặt mũi. Chị ngồi sụp xuống nền nhà, ôm mặt khóc nức lên vì đau, vì uất ức, xen lẫn với sự tức giận và sửng sốt. Còn Lộc thì hầm hầm quay lưng bỏ đi, không nói thêm lời nào. Từ đó, những ngày tháng chung sống với mẹ chồng là thời gian khó thở nhất trong đời Duyên. Nhưng cũng may, ít lâu sau thì cha mẹ Lộc chia cho hai vợ chồng chị căn nhà nhỏ kế bên để dọn sang đó nấu ăn riêng. Dù ở sát nhà nhau, nhưng Duyên cũng thấy thoải mái hơn được đôi chút, vì mẹ chồng nàng dâu không phải chung nhà ngày ngày chạm mặt nhau như lúc trước. Nhưng cái thứ hạnh phúc mà chị tưởng chừng đạt được khi đi lấy chồng đã thực sự tan biến kể từ ngày hôm đó. Người ta nói đánh vợ quen tay. Lộc phát hiện ra mỗi lần hành hạ người vợ nhu nhược của mình, anh ta có cảm giác thỏa mãn và thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Và điều quái đảng nhất là sau mỗi lần như vậy, Lộc đột nhiên cảm thấy hưng phấn và kích thích ghê gớm. Rất nhiều lần sau khi xô xát đánh đập vợ vừa xong, anh ta lập tức nổi cơn lôi chị vào trong nhà đè ngửa ra, đòi hỏi làm tình. Những lúc ấy, Lộc trở nên cuồng bạo và hung hãn như một con thú. Ấy vậy mà Duyên chỉ biết khóc lóc và im lặng chịu đựng nhục nhã, chứ không có bất cứ hành vi phản kháng cụ thể nào, để cho Lộc biết đâu là điểm dừng khi xuống tay với mình một cách bất nhân như thế. Năm ngoái là thời điểm Duyên đang mang bầu đứa thứ hai. Lúc đó đã được 7 tháng. Vừa chăm con bé đầu lòng 2 tuổi, vừa túi bụi lo heo gà, bán hàng, bếp núc. Có lúc chị thấy mình gần như kiệt sức vì mệt,
cái thai đã lớn. Duyên đi đứng nặng nề, chậm chạp, nhưng mọi thứ đều đến tay, không ai phụ giúp. Tuy vậy, chị cũng thấy vui vẻ, phấn khởi hơn, vì việc buôn bán thuận lợi cũng giúp chị dành dụm được chút tiền, vừa để lo chuyện sanh nở và phòng khi hậu sự. Có lẽ thế là đủ. Chị chẳng trông mong gì vào sự giúp đỡ của chồng, chỉ mong được yên thân để lo cho con, và không còn dám mơ ước chuyện thay đổi số phận hẩm hiu của mình. Và cũng trong thời gian đó, có một người lạ dọn đến ở trong xóm cách nhà của vợ chồng Duyên 2 căn. Anh ta tự giới thiệu tên mình là Bích, đến đây mua lại căn nhà còn trống cuối cùng của cha mẹ Lộc. Bích có dáng người cao lớn, gương mặt khắc khổ, nhưng đôi mắt lúc nào cũng ánh lên nét u buồn, kỳ lạ. Anh sống một mình, kín tiếng như một người ẩn dật. Có lẽ anh sinh hoạt khá đơn giản, đạm bạc, nên đến ở không lâu thì đã trở thành khách hàng quen thuộc của Duyên. Dĩ nhiên cái quán nhỏ của chị chẳng có bán gì nhiều ngoài những thứ nhỏ nhặt cần thiết thường dùng. Khi thì anh ghé mua vài ký gạo, ít tương chao, mắm muối, hay vài gói mì ăn liền. Bích chỉ lặng lẽ trao đổi vài câu xã giao ngắn ngủi, không bao giờ tỏ ra thân thiện để bắt chuyện với bất kỳ ai. Ban đầu mọi người trong cái xóm nhỏ này cũng có để ý dòm ngó đến cách sống kỳ lạ của anh ta. Căn nhà thì luôn luôn đóng cửa im ỉm, và Bích chỉ ở riệt trong nhà. Thỉnh thoảng lại có vài thanh niên xăm trổ lạ mặt, tướng tá bậm trợn lui tới. Có khi thì anh ta khóa cửa đi vắng đến vài ngày không về. Ngoài ra thì mọi sự trong xóm vẫn yên tĩnh bình thường, không có gì xáo trộn như mọi người vẫn lo ngại. Sau một thời gian thì mọi thứ dần trở nên quen thuộc, và không ai còn chú ý đến Bích nữa. Một buổi chiều, Bích đi sang quán hàng của Duyên gõ cửa. Chị bước ra hỏi giọng niềm nở: "Mua gì thế anh?" "À, chị có bán kim chỉ không ạ?" "Ồ, anh định khâu gì thế?" Anh có vẻ hơi lúng túng, nhưng rồi cũng giải thích: "Cái áo sơ mi của tôi bị đứt mất cái nút áo gần cổ, phải khâu lại, chứ để mặc áo phanh ngực ra coi kỳ quá, trông nó không đàng hoàng." Duyên bật cười: "Mà anh có biết may không?" "Dạ không, nhưng chắc cũng dễ mà nhỉ." "Anh về nhà lấy áo và cái nút bị rơi ra mang sang đây, tôi khâu nhanh giùm cho, chứ mua bán gì?" Bích có vẻ ngần ngại: "Có tiện không? Tôi sợ làm phiền chị." Thật ra Duyên cũng chỉ muốn giúp anh ta cái việc nhỏ nhặt đó mà thôi. Chị vô tư nói: "Anh về lấy mang qua nhanh đi, tôi làm giúp cho." Trong khi đứng nhìn Duyên đơm chiếc nút áo thì Bích chợt hỏi: "Khi nào thì sinh em bé hả chị?" "Ồ, còn gần 2 tháng nữa." "Vậy cũng sắp rồi ha. À, anh đi làm chưa về ạ?" "Dạ chưa." Không lẽ Duyên nói phải nửa đêm chồng chị mới về, vì có ngày nào mà anh ta không la cà nhậu nhẹt đâu. Nhưng kỳ cục thay, vừa mới nói thì ngay lúc đó Lộc lại về tới. Nhìn thấy Lộc, Bích gật đầu chào, nhưng anh ta lờ đi, vờ như đang dựng chân chống xe và ngó lảng sang chỗ khác, rồi vào thẳng trong nhà. Từ lúc về tới, thấy Duyên đang khâu gì đó, còn Bích thì đứng nhìn vợ mình chăm chú. Lộc chưa hiểu ất giáp cũng đã thấy nóng mặt. Anh ta vào nhà, quăng cái túi lên bàn và ngồi phịch xuống ghế, ngó lom lom ra cửa xem hai người đang làm gì. Nhưng Duyên đã may xong và trả lại cái áo cho Bích. "Xong rồi đấy anh."
Cảm ơn chị, cho tôi gửi tiền ạ. Tiền bạc gì chứ, làm giùm anh thôi. Chuyện chỉ có vậy. Nhưng khi Bích vừa đi khỏi thì Lộc đã hỏi vợ bằng giọng hằn học. Giờ hẹn hò với trai tận nhà hả con đĩ kia? Trời ơi, anh nói gì vậy? Này, tao cảnh cáo nha, giao du với bọn côn đồ có ngày chết tươi đấy con ạ. Nghe chồng nói vậy, chị nghĩ trong đầu, chưa biết ai côn đồ hơn ai. Nhưng Lộc đứng dậy, đá văng chiếc ghế vào góc nhà, làm vang lên tiếng động ầm ầm. Giờ thì tao không có thời gian trị tội mày, mau lấy đưa đây 1 triệu. Duyên ngạc nhiên, chị không ngờ Lộc giở trò vu khống để nã tiền mình. Em làm gì có dư 1 triệu? Anh lấy hết thì ngày mai tiền đâu đi chợ? Anh ta nắm tóc Duyên, dúi đầu chị vào tường đến chúi nhủi và rít lên. Tao biểu đưa thì đưa đi, sao cứ muốn ăn đòn hoài vậy hả, đồ ngu. Vừa nói, Lộc vừa nhào tới hộp đựng tiền, chộp nhanh hết mấy tờ giấy bạc. Nhưng Duyên cương quyết ngăn lại, chị chụp vội lấy tay chồng. Anh thương em, thương con, đừng lấy tiền anh à. Thương cái con mẹ mày. Vừa chửi, Lộc vừa co chân đập mạnh vào hông, khiến Duyên mất đà té sấp vào kệ hàng, làm mọi thứ ngã nghiêng lỏng chỏng. Đồ đạc văng tung tóe, vang lên tiếng đổ vỡ, hết sức hỗn độn. Một bên mắt phải của Duyên va vào cạnh tủ, tím bầm trong thực thảm thương. Lộc chẳng thèm nhìn vợ đang bị ngã lăn nằm dưới đất. Hắn cầm tiền bước ra cửa, rồ xe máy, chạy đi mất. Còn Duyên thì bị đau trằn bụng dưới đến muốn ngất đi. Chị khóc như mưa, oán giận cho thân phận khốn nạn của mình. Trong khi đó thì Bích ra đứng trước cửa, nhìn sang nhà Duyên. Tuy cách vài căn, nhưng anh cũng nghe rõ văng vẳng tiếng chồng Duyên la lối và tiếng loảng xoảng đổ vỡ ầm ĩ. Khi chạy ra cửa, anh còn kịp trông thấy Lộc phóng xe vụt qua. Tuy không biết rõ sự tình, nhưng anh đoán có sự xung đột giữa hai vợ chồng bên nhà hàng xóm. Tự nhiên, Bích cảm thấy bứt rứt trong lòng một cách vô cớ. Đứng tần ngần một lúc, rồi anh quay trở vô nhà, khép cửa lại. Cũng may, lần đó cái thai không bị ảnh hưởng gì. Và khi tới ngày thì Duyên cũng hạ sinh được một bé trai bình an khỏe mạnh. Sau khi sinh xong, sức khỏe Duyên giảm sút thấy rõ. Làm việc nặng một chút đã thấy hụt hơi, đuối sức. Một tay chị chăm 2 đứa bé, rồi còn phải lo việc nhà. Bây giờ gánh nặng nuôi con hoàn toàn đổ hết lên vai chị. Cộng thêm bệnh trầm cảm sau sinh trở nên trầm trọng, khiến Duyên ngày càng xanh xao, gầy mòn, không còn chút sinh khí. Nửa năm nay, Lộc không còn phụ tiền chợ với Duyên. Chẳng những vậy, rất nhiều lần anh ta còn bắt vợ phải đưa thêm tiền. Đỉnh điểm của sự tệ hại là vào tháng trước, lợi dụng lúc Duyên đang đi mua hàng về bán, Lộc đã lục lọi ăn cắp gần như toàn bộ số tiền mà chị chắc chiêu dành dụm cất trong tủ. Sau việc đó, tinh thần Duyên suy sụp nặng nề, vì chị thấy mọi cố gắng của mình trở nên vô nghĩa, và sức lực đổ ra bao ngày đều trở thành công cốc. Có lúc quá kiệt sức, chị thấy tâm trạng mình trở nên tuyệt vọng, không muốn sống nữa. Chị biết mình đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhất từ trước đến giờ, vì Lộc đã thực sự trở thành một gánh nặng quá ghê gớm và nan giải. Ngày trước anh ta còn đưa ít tiền và không có dựa dẫm vào chị. Nhưng gần 1 năm nay, Lộc không còn ý thức mình là một người chồng, người cha nữa. Anh ta đi qua đêm thường xuyên, nhưng nếu về đến nhà
thì lại cật vấn, hỏi tiền. Và chuyện đó đã trở thành một sự tra tấn khủng khiếp mà Duyên không biết cách nào để tránh né đi đâu được. Có vẻ như Lộc đã có đàn bà khác bên ngoài. Nhưng chị không cần quan tâm đến điều đó, vì tình yêu đã chết từ rất lâu rồi. Nhưng qua những lần vô tình nghe lõm anh ta nói chuyện điện thoại, chị mơ hồ đoán rằng Lộc mới có thêm thú vui cờ bạc, cá cược gì đó. Duyên nghe nói nhiều về những người tham gia đánh bạc trên mạng, bị tán gia, bại sản, mất nhà cửa như chơi. Và chị bắt đầu thấy lo sợ điều đó. Lần đầu tiên chị nghĩ ngợi nhiều đến vấn đề ly hôn. Bên cạnh Duyên bây giờ còn có hai đứa trẻ. Chúng cần được sống bình yên, hạnh phúc, cần được phát triển trong một nơi bình thường, chứ không phải một chỗ giống như địa ngục mà chị đang phải chịu đựng như bây giờ. Nhưng Duyên, chị mới nghĩ thôi, chị chưa có khái niệm nào về cách biến ý nghĩ trốn thoát đó trở thành hiện thực. Hơn nữa, bản chất Duyên không phải là một người phụ nữ quyết đoán và gan góc. Duyên không còn để tiền mặt trong nhà nữa. Cái tính tham lam, vô trách nhiệm của Lộc đã cho chị một bài học nhớ đời. Để dành ra được đồng nào, chị đều gửi vào tài khoản ngân hàng riêng của mình. Trong đợt bán lứa heo 8 con vừa rồi, chị yêu cầu khách mua chuyển khoản chứ không nhận tiền mặt. Biết khôn hơn cũng đồng nghĩa với việc chị phải nhận đòn thù nhiều hơn từ tay người từng chung chăn gối với mình. Không nã được tiền, anh ta thẳng tay đánh đập vợ không thương tiếc. Cách đây một tuần, biết chị sắp sửa xuất chuồng đàn heo, Lộc rình rập chờ cơ hội gặp thẳng khách mua, yêu cầu họ đưa tiền cho gã. Nhưng hầu hết bạn hàng của Duyên đều hiểu rõ hoàn cảnh của chị. Họ thân thiết với chị như bạn bè, nên tất thảy đều từ chối, khiến cho tên chồng khốn nạn này lồng lộn lên vì bực tức. Sáng hôm đó, sau khi xách xe đi làm được vài tiếng, Lộc quay trở về nhà, dựng xe trước cửa. Và từ ngay ngoài đường đã lớn tiếng chửi rủa như một gã lưu manh vô học. Nghe tiếng om sòm bên ngoài, Duyên vừa bước ra xem có chuyện gì, thì Lộc đã xông ngay vào nhà, nắm tay chị lôi mạnh ra cửa. Gã rống lên khiến hàng xóm bắt đầu bu lại vì hiếu kỳ. Từ nay tao đuổi mày ra khỏi nhà, con cái để lại tao nuôi. Duyên biết Lộc không còn nghe lý lẽ nên chị cũng hét lớn. Đây là nhà tôi không đi đâu hết, anh không có quyền. Nhà nào của mày? Đây là nhà của ba má tao cho. Muốn ăn cướp hả con đĩ? Vừa nói, Lộc vừa lao tới đấm vào mặt Duyên. Bị đánh bất ngờ, chị té ngửa ra, đập đầu vào ngạch cửa, đau đến muốn ngất đi. Nhưng Lộc còn chưa thôi, hắn lao tới nắm lấy cổ chân vợ định lôi sền sệt ra đường. Vừa làm cái việc tàn ác đó, hắn vừa chửi rủa luôn miệng. Cái giống chó như mày tao đánh chết mẹ, đồ đĩ. Nhưng ngay lúc đó, có một bàn tay to lớn túm lấy vai Lộc níu lại, và một giọng nói vang lên. Đừng làm thế anh à, là đàn ông sao lại hèn thế. Bích xuất hiện từ lúc nào và đứng sừng sững trước mặt gã chồng khốn nạn. Bị lôi lại bất ngờ, Lộc ré lên. Mày là thằng nào mà dám can thiệp vào chuyện gia đình tao? Buông ra. Thằng nào cũng được, nhưng anh đánh đập vợ mình tàn nhẫn thế này là vi phạm đạo đức và cả pháp luật nữa đó. Lộc vùng ra, vung chân định đá vào người Duyên. Hắn tru tréo. Nó là vợ tao, tao đánh thấy mẹ nó luôn. Coi thằng nào làm gì tao nè.
Cú đá của Lộc chưa đến người Duyên thì nhanh như chớp, Bích tung một cước nhắm thẳng vào chân Lộc. Hắn bị mất đà ngã sấp mặt xuống đường, nghe đánh bốp một tiếng, âm thanh vang lên đến rợn người. Lộc đau đến choáng váng mặt mày, không sao đứng dậy nổi. Bích ngồi xuống, ghé vào tay gã chồng khốn nạn đang nhăn nhó, thì thầm nói nhỏ: "Nghe đây, cứ mỗi lần mày đánh chị ấy một cái, tao sẽ đập mày 10 cái. Nhớ chưa thằng khốn nạn?" Nói xong, anh đứng dậy, cởi chiếc áo sơ mi ra, vắt lên vai. Lộc cũng như mọi người đứng gần đó tròn mắt kinh ngạc, nhìn thân hình lực sĩ đầy sẹo của Bích. Trên đó có xăm một con đại bàng cùng với 8 chữ: "Đại ca ách Bích", tung hoành ngang dọc. Trời đất ơi, thì ra anh ta là một đại ca giang hồ kia kìa. Bích vui vẻ quay sang mấy người hàng xóm đang đứng hóng chuyện và nói lớn: "Bà con ơi, sao anh Lộc bị té sấp mặt vậy?" Một ông cụ đứng gần đó cười hề hề trả lời: "À, chú nó định đá chị Duyên nhưng mất đà ngã vập mặt xuống đường, ai mà không thấy, phải không bà con?" Mấy người hiếu kỳ đang đứng coi cười rộ lên tán thưởng. Bích lại đỡ Duyên đứng dậy, anh xót xa hỏi: Chị có sao không? Thôi vào nhà đi." Và anh nói tiếp với mọi người: "Bà con giải tán được rồi, không còn chuyện gì nữa đâu." Còn Lộc thì lủi thủi lên xe bỏ đi. Hắn lẩm bẩm: "Thằng chó, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ." Nhưng hình như không ai để ý nhìn thấy từ cửa sổ nhà bên cạnh, mẹ của Lộc đang đứng nép sau cánh cửa, nhìn Duyên với ánh mắt rực lửa đầy căm ghét. Bà chứng kiến toàn bộ câu chuyện xảy ra từ nãy đến giờ. Riêng với Bích thì đã tính sai. Mặc dù anh thấy chuyện bất bình nên ra tay can thiệp, nhưng anh không nghĩ rằng mình có thể làm được gì nhiều, trong khi Duyên vẫn còn là vợ của Lộc và hai người đó đang ở chung một nhà. Việc Bích hăm đánh Lộc để trả đũa cho Duyên thực sự cũng chỉ là một lời hăm dọa không khả thi chút nào. Vì đâu thể vô cớ đánh người mà không vi phạm pháp luật. Còn Bích muốn giúp Duyên thì cũng không phải dễ dàng có cơ hội thuận tiện. Ngay đêm đó, Duyên thực sự gặp chuyện mà chẳng ai có thể giúp đỡ được gì. 7 giờ tối, trong khi chị đang cho hai con ăn cơm thì Lộc về tới. Và liền ngay sau đó, mẹ của Lộc cũng bước sang. Bà nựng nịu hai cháu một lúc rồi quay qua nói với Duyên với vẻ trịnh trọng bất thường: "Mẹ muốn nói chuyện với hai đứa một chút." "Dạ." "Mẹ chưa định nói bây giờ đâu, nhưng lúc chiều thấy tụi bay xảy ra chuyện nên thôi, tao quyết định nói luôn bữa nay. Hồi đó ba mẹ cho hai vợ chồng bay vào ở nhà này tới nay cũng đã hơn 5 năm rồi." "Dạ." "Tao chỉ cho ở miễn phí chứ không có làm giấy tờ sang tên gì hết." "Biết chứ." "Dạ con biết." Duyên bắt đầu thấy hoang mang. Chị mơ hồ đoán rằng hai mẹ con nhà này đang phối hợp thực hiện một âm mưu nào đó để làm chị khốn đốn đây. Mẹ Lộc nói tiếp bằng cái giọng đều đều, vô cảm: "Giờ bay cũng lớn hết rồi, đã có đủ khả năng để tự lo nhà lo cửa. Của không mua thì làm sao biết quý. Nên ba mẹ quyết định lấy lại căn nhà này để bán, và cũng để cho tụi bay biết lo gầy dựng." Lộc nghe mẹ nói nhưng hắn vẫn điềm nhiên ngồi hút thuốc phì phèo nhả khói, bất kể có phụ nữ và trẻ con đang ở trong nhà.
Hắn lập tức lên tiếng ngay khi bà mẹ vừa dứt lời. Dạ, con đồng ý ngay. Khi nào mẹ muốn lấy lại? Cho bay 2 tuần lễ để thu xếp. Vậy cũng đủ rồi ha. Lấy lại gấp quá cũng tội. Nãy giờ, Duyên lặng người ngồi yên, không nói được lời nào. Chị cũng đoán trước chuyện sẽ kết thúc như vậy. Nhưng chị không thể kiềm chế cảm giác hụt hẫng và đau đớn đang dâng lên trong lòng. Chị cảm nhận được lòng dạ độc ác của hai mẹ con Lộc. Nhưng cũng không ngờ họ mưu sâu kế hiểm, tán tận lương tâm đến thế. Nhưng chị cũng lên tiếng như nói trong vô thức. Mẹ ơi, rồi con và cháu của mẹ sẽ dọn đi đâu? Bà cười nói một cách vui vẻ, như chẳng có gì quan trọng. Trời đất, sao tao biết? Bây lớn rồi, phải tự lo đi chứ. Còn nếu không tìm ra chỗ ở, thì để 2 đứa nhỏ đây, tao với ổng nuôi dùm cho. Còn bây á, dọn đi đâu thì dọn. Vậy nha. Thôi tao về chuẩn bị đi ngủ đây, tối rồi. Thế là rõ, họ chỉ muốn lập mưu bắt 2 con chị, tống khứ chị ra khỏi đây một cách êm thấm. Họ làm như chị là một con đàn bà yếu đuối nhu nhược mà chị đã để họ nhìn thấy như vậy từ bao năm nay. Đột nhiên, Duyên không sao kìm giữ được nước mắt. Chị òa lên khóc hu hu, như rất oan ức. Tiễn mẹ ra cửa xong, Lộc thản nhiên quay vào nhà, nhìn Duyên cười giễu cợt. Khóc gì mà khóc, qua nhà thằng Bích ở là xong chứ gì. Nó sẽ can thiệp giúp mày, đồ con đĩ. Trước khi bỏ đi, hắn còn nói với Duyên một câu tàn nhẫn. Tao sẽ ly dị mày, và lập tức cưới ngay một con vợ khác. Còn 2 đứa nhỏ ở đây với ông bà nội, đừng có hòng mà dành nuôi nó. Nghe chưa? Cứ mơ đi. Lúc đó Duyên chỉ muốn cầm dao lao tới đâm cho Lộc một nhát chết tươi cho rồi. Chị không hiểu tại sao lại có thể chịu đựng nỗi nhục này từng ấy năm trời. Câm lặng dâng thân thể mình cho con thú này giày vò mỗi đêm. Sao chị lại có thể yếu đuối và hèn nhát đến thế? Để rồi bây giờ phải nhận lãnh điều này. Sự căm giận bản thân dâng lên ngùn ngụt trong lòng chị. Đêm đó Duyên gần như thức trắng. Thật ra chị không quá buồn khi phải rời khỏi nơi đây, vì dẫu sao chị cũng từng suy nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn với Lộc, và bây giờ chính là cơ hội để thực hiện điều đó. Vậy sao phải thấy buồn khổ cơ chứ? Có lẽ phải nói cho đúng cái tên gọi của thứ cảm giác hiện có trong lòng chị. Đó chính là sự sợ hãi của một người phụ nữ đơn độc và yếu đuối. Sợ hãi sóng to gió lớn đang đón chờ khi phải một thân một mình đương đầu với cả gia đình bất lương bên chồng. Sợ hãi vì e ngại sự thất bại trong việc dành nuôi 2 đứa con rứt ruột đẻ ra. Sợ hãi vì không biết với khả năng tài chính ít ỏi, làm sao có thể tìm được một nơi ở phù hợp để tiếp tục làm việc kiếm tiền nuôi con. Sợ hãi bản thân mình quá yếu đuối khi phải chống chọi với bao khó khăn trước mắt. Sợ hãi sức khỏe của mình có còn đủ để chiến đấu với cả đống người độc ác ngoài kia. Nghĩ tới đó, Duyên thấy run rẩy vì tương lai đầy dẫy chông gai đang hiển hiện ra ngay trước mắt. Duyên chỉ có một mình. Cha mẹ ruột đã già yếu để có thể giang tay hỗ trợ. Và chị cũng không muốn họ phải chịu đau buồn, lo lắng cho số phận hẩm hiu của mình. Duyên biết mình cần phải suy nghĩ thấu đáo về một kế hoạch cho tất cả những điều đó. Muốn vậy, phải kiên cường mạnh mẽ lên, để ngay ngày mai, với tất cả lòng can đảm,
bắt tay thực hiện từng bước một cho kế hoạch thoát khỏi nơi này. Nếu cần phải liều lĩnh, chị cũng quyết không từ nan, chùng bước trước những nguy hiểm có thể xảy đến. Duyên Tử hứa sẽ không bao giờ đứng yên nữa nếu Lộc còn ý định xâm phạm đến thân thể mình. Đã quá đủ cho nỗi nhọc nhằn này, không thể cho phép những chuyện nhục nhã đó tiếp tục tái diễn. Chị cũng cần phải suy tính, nhờ đến một sự hỗ trợ pháp lý đủ mạnh mẽ để có thể chắc thắng đám người kia trong cuộc chiến giành quyền nuôi con. Đó là mục tiêu đầu tiên và cũng là quan trọng nhất đời của chị. Những ngày tháng dài nhất của Duyên chị mới sắp sửa bắt đầu, và chị phải là người kết thúc nó. Thưa các bạn, cuộc đời gian truân của Duyên rồi sẽ ra sao? Chị có thoát ra khỏi vũng lầy do chính mình lựa chọn và tìm được đến bến bờ hạnh phúc cho riêng mình hay không? Mọi giải đáp sẽ được kể tiếp trong tập 2, phát hành trong vài ngày tới. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Cảm ơn các bạn đã đến với Cà phê Sài Gòn Podcast.